Thưa quý khán giả và các đồng chí, là cánh chim đầu đàn tiên phong trong công cuộc ứng dụng khoa học công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, phục vụ xây dựng quân đội nói riêng và góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung. Những công trình khoa học của Viện Khoa học Công nghệ Quân sự còn góp phần to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu của Viện qua phần 1 chuyên đề Viện Khoa học Công nghệ Quân sự, những công trình khoa học. Viện Khoa học Công nghệ Quân sự, nơi chuyên nghiên cứu khoa học ứng dụng quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng, có bề dày lịch sử phát triển 60 năm cùng đồ sộ các công trình khoa học quân sự, đóng góp rất lớn qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đây luôn là cánh chim đầu đàn tiên phong trong công cuộc ứng dụng khoa học công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, phục vụ xây dựng quân đội nói riêng và góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung. Trở lại những ngày đầu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trước tầm quan trọng của khoa học kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng đã thành lập nha nghiên cứu với nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu thiết kế chế thử các loại vũ khí mới, đồng thời thí nghiệm nhằm phát huy cải tiến tính năng tác dụng, nâng cao chất lượng vũ khí đang sử dụng. Qua những năm tháng thử lửa trên chiến trường, nhà nghiên cứu kỹ thuật quân giới khi đó đã có những phát minh sáng kiến phục vụ đắc lực cho quân đội như súng bazooka, 2KZ, Đại Bác DK2 là những thành tựu khoa học chế tạo vũ khí đầu tiên được xây dựng trong chiến đấu, thu được kết quả vang dội. Thành tựu đầu tiên phải nhắc đến là tên lửa A-12 vác vai thủ công đầy uy lực. Bệ phóng là một tấm ván mỏng, chốt hãm được thay bằng bao tải đất chát xung quanh và đè lên tấm ván được nhóm đề tài của Viện cải tiến từ tên lửa B-12, 14, 17 của Liên Xô cũ. Vũ khí lợi hại đó đã giáng sấm sét lên sân bay Đà Nẵng, phá hủy 120 máy bay, tiêu diệt nhiều sĩ quan binh lính, làm kẻ địch hoang mang, choáng váng. Nếu như A-12 trở thành nỗi ám ảnh với kẻ thù, thì mình định hướng phóng mảnh là niềm tự hào lớn của đội ngũ khoa học quân sự của Viện. Đề tài đã cho thấy sự năng động, sáng tạo của cán bộ Cục Nghiên cứu Kỹ thuật, biết tận dụng tri thức kỹ thuật quân sự tiên tiến của các nước vào điều kiện cụ thể của nước ta như thủy lôi APS dành cho đặc công nước, từng nhấn chìm tàu chiến 700 tấn đầu tiên của Mỹ ở cửa Việt vào năm 1967. Các loại vũ khí phá chướng ngại vật FR có thể vô hiệu hóa chướng ngại vật dày đặc hàng rào dây thép gai, bãi mìn đều là những thành tựu khoa học quân sự của Viện đã được nhà nước ghi nhận bằng những giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996. Chặng đường đầu tiên ấy, Cục đã luôn bám sát những nhiệm vụ trọng tâm mà quân đội đã giao phó, thực hiện được 19 đề tài phục vụ chiến đấu, 20 đề tài phục vụ giao thông, 20 đề tài phục vụ sản xuất bảo quản. Nhìn vào biểu đồ với những con số biết nói này đã cho thấy trí tuệ khoa học quân sự Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc đánh lớn. Đầu tiên là cuộc đối phó thành công với những loại vũ khí tối tân của kẻ thù, mà chiến thắng Điện Biên Phủ trên không là đỉnh cao của nghệ thuật quân sự, đã chứng minh những khoảnh khắc siêu pháo đài bay B-52 bất khả xâm phạm, rụng cháy tơi bời tan tác trên bầu trời Hà Nội. Minh chứng cho đội ngũ đóng góp khoa học quân sự, mà cụ thể là đề tài nghiên cứu chống nhiễu trong chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, tìm biện pháp chống thủ đoạn bay thấp của không quân Mỹ, dùng bóng khinh khí, làm vật cản, hay như đề tài phá bom từ tính và bom từ trường, bảo đảm giao thông năm 1967-1972, đối phó với loại bom hiện đại, tinh khôn và vô cùng nguy hiểm, được coi là kẻ giết người bí ẩn. Thành công của đề tài này có ý nghĩa vô cùng to lớn trong thời điểm ấy, giúp bộ đội ta nhận diện và khắc chế phần lớn bom từ trường thủy lôi từ tính tối tân của Mỹ lúc bấy giờ, đảm bảo giao thông thông suốt, chi viện cho chiến trường miền Nam. Những chiến công ấy là chiến công của tri thức khoa học trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam. Và những nhà khoa học quân sự của Viện đã góp phần cùng toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta làm nên những chiến công vang dội. Tổng kết lại trong vòng 10 năm, từ năm 1965 đến năm 1975, Viện đã có 131 đề tài khoa học, 10 đề tài về chiến tranh phá hoại, 43 đề tài phục vụ chiến đấu trong miền Nam, 78 đề tài phục vụ khai thác bảo quản sửa chữa các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Bước qua chiến tranh,
những người lính trên mặt trận khoa học công nghệ quân sự lại viết tiếp những trang sử hào hùng bằng các chương trình nghiên cứu khoa học mới. Đề tài nghiên cứu túi bảo quản vũ khí thành công đạt hiệu quả cao. Cũng trong thời kỳ này, khoa học công nghệ Việt Nam bắt đầu bước chân vào nền khoa học công nghệ hiện đại, đã có những dự án đề tài táo bạo mở màn cho cuộc cách mạng khoa học công nghệ, ứng dụng kỹ thuật chiến tranh điện tử đều là những công trình nghiên cứu vẫn còn tiếp tục hoàn thiện, cải tiến để phù hợp với từng thời điểm cụ thể. Vấn đề bảo mật xử lý thông tin cảnh giới cũng là đòi hỏi cấp thiết trong hệ thống quân sự quốc phòng. Thành công nổi bật là những đề tài khoa học này đã phát huy được hiệu quả trong chiến tranh biên giới những năm 70 của thế kỷ 20. Đặc biệt, radar cảnh giới bờ biển RB79, 80-81, các cán bộ kỹ sư của Viện cải tiến từ radar COH4 đã đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cao. Những tờ báo Quân đội Nhân dân này được ra đời theo một cách rất khác, hiện đại. Chúng được in trên nền hệ thống tự động hóa chế bản điện tử và viễn ấn, sản phẩm của nhiệm vụ thiết kế và triển khai hệ thống tự động hóa chế bản điện tử và viễn ấn mà Viện Tự động hóa Kỹ thuật Quân sự đã thực hiện thành công và nhanh chóng, được đưa vào sử dụng chỉ sau một thời gian ngắn. Sau đó, đề tài tiếp tục được triển khai cho báo Nhân dân. Đây là công trình có quy mô lớn, có ý nghĩa chính trị hết sức to lớn vì được thực hiện vào thời điểm xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng giữa chủ nghĩa Mác Lênin với các thế lực phản động diễn ra hết sức quyết liệt. Công trình này đã được các đồng chí lãnh đạo của Đảng đặc biệt quan tâm và khen ngợi. Bộ Quốc phòng cũng đã có quyết định tặng thưởng cho viện và đề nghị nhà nước tặng huân chương chiến công hạng 3. Sử dụng công nghệ truyền thông, tức là truyền số liệu, người ta gọi là truyền số liệu để đồng bộ số liệu giữa các điểm in báo. Năm 1996, Viện đã được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cải tiến đại đội pháo phòng không 37mm hai nòng đánh đêm đầu tiên. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong thời kỳ đó, khi chúng ta đang bị cấm vận về quân sự. Các vật tư, linh kiện, thậm chí cả tài liệu đều rất khó khăn. Khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, Viện đã tìm ra nhiều giải pháp. Hàng loạt sáng kiến đã được ra đời và được Viện trực tiếp ứng dụng vào thiết kế chế tạo trung tâm chỉ huy và cải tiến pháo. Cùng kết hợp với quân chủng phòng không quân, đại đội pháo sau cải tiến đầu tiên được đưa đi thực tế huấn luyện và tổ chức bắn đạn thật thành công vào năm 1999. Tiếp tục đầu tư nghiên cứu hoàn thiện công nghệ để chế tạo hệ thống điều khiển hỏa lực cho các đại đội pháo phòng không 37mm hai nòng và cải tiến các đại đội pháo phòng không tiếp theo. Các đại đội pháo phòng không cải tiến đã được bàn giao cho quân chủng phòng không quân đưa vào trang bị sẵn sàng chiến đấu, phục vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Rõ ràng qua thời gian được trang bị, các đại đội pháo phòng không cải tiến đã phát huy được hiệu quả, tạo được lòng tin cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp sử dụng. Nhiều cán bộ nghiên cứu của Viện đã được tặng thưởng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ cho cụm công trình, nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống SCADA đặc thù diện rộng và xây dựng hệ thống pháo 37mm hai nòng tác chiến ngày và đêm. Kinh nghiệm nghiên cứu, sáng tạo trong sửa chữa và chế tạo vũ khí trong chiến tranh được Viện Khoa học Công nghệ Quân sự vận dụng và phát triển lên trình độ mới. Một loạt những sản phẩm cải tiến, thiết kế, chế thử của Viện đã được ra đời. Đây là phương tiện vũ khí mở cửa FMV-08, một sản phẩm do Viện Tên lửa tự nghiên cứu và sản xuất hoàn toàn từ quả tên lửa, động cơ kéo các chuỗi nổ và bệ phóng. Cái quan trọng lớn nhất là các cái khối thuốc nổ này được đảm bảo độ truyền nổ và kết cấu của nó bền vững nhờ là lực kéo của động cơ kéo vào dây trục. Các khí tài quan sát ngắm bắn cũng có sự phát triển rất mạnh, từ làm chủ chế tạo các thiết bị khuếch đại ánh sáng yếu đến các thiết bị ảnh nhiệt với thiết kế và công nghệ rất phức tạp. Bên cạnh đó, cũng nghiên cứu chế tạo được các vật liệu để sản xuất các loại trang bị, phục vụ cho ngụy trang, trang bị cho bộ đội chống được các thiết bị quan sát ảnh nhiệt của đối phương, các trang bị ngụy trang cho người chiến sĩ. Ở Viện Vật lý Kỹ thuật, Viện Khoa học Công nghệ Quân sự, những năm đầu thế kỷ 21 là thời kỳ đánh dấu sự phát triển ban đầu về việc nghiên cứu khí tài quan sát và ngắm bắn đêm. Và cho đến thời điểm hiện tại, Viện đã hoàn toàn làm chủ được trong việc thiết kế chế tạo nhiều sản phẩm phục vụ quan sát và ngắm bắn đêm chất lượng tương đương của nước ngoài. Đây là thiết bị ảnh nhiệt T-ban IR-120
Sản phẩm được sử dụng để quan sát, trinh sát vào đêm tối hoàn toàn và trong điều kiện thời tiết phức tạp. Thiết bị ảnh nhiệt T-Ban IR120 có thể được dùng độc lập để quan sát hoặc được tích hợp với các mô đun khác thành trạm quan sát ngày đêm cho các ứng dụng khác nhau. T-Ban IR120 là dòng ảnh nhiệt thế hệ 3, dùng công nghệ đầu thu không làm lạnh. Sản phẩm được các cơ quan chức năng và đơn vị sử dụng đánh giá cao về chất lượng hình ảnh và khả năng quan sát. Việc phối hợp hài hòa giữa nghiên cứu mang tính nền tảng, đột phá với những nghiên cứu ứng dụng. Trong đó, viện tập trung vào nghiên cứu thiết kế các loại khí tài nhìn đêm, thiết bị đo xa laser quân sự, nghiên cứu các phương tiện, thiết bị phát hiện và phòng chống vũ khí trang bị công nghệ thuộc lĩnh vực vật lý kỹ thuật của đối phương. Trong chiến lược chiến tranh nhân dân của nước ta, tác chiến ban đêm luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Điều đó ngày càng đặt ra những đòi hỏi, thách thức mới về công nghệ và kỹ thuật thiết kế nhằm chế tạo không những đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về chiến thuật, chiến dịch mà còn phát triển tư duy, cách tiếp cận mới trong chiến đấu đêm. Trong những năm vừa qua, quân chủng hải quân được đầu tư rất lớn để đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho quân chủng được đặc biệt quan tâm. Nhiều chương trình đề án lớn được triển khai thực hiện. Bộ Quốc phòng cũng đã tham gia một số nhiệm vụ thuộc chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao. Viện Khoa học Công nghệ Quân sự chắc chắn không nằm ngoài nhiệm vụ quan trọng này. Đề án sản phẩm quốc gia radar cảnh giới biển cỡ nhỏ tầm gần BR-12 được triển khai. Với sản phẩm mẫu đài radar BR-12 là radar cảnh giới biển 2 tọa độ tầm gần, dùng để phát hiện, xác định tọa độ, bám sát quỹ đạo mục tiêu trên mặt nước biển như xuồng cao su, tàu cá, tàu chiến, v.v. Và trên không tầm thấp, tốc độ chậm trong vùng phủ sóng của đài như máy bay trực thăng, máy bay cánh quạt. Đây đều là sản phẩm của Viện Radar trong quá trình làm chủ các kỹ thuật quân sự hiện đại. Viện đã bước đầu nắm bắt được những công nghệ lõi và từ cái công nghệ lõi này có thể đảm bảo cho viện nó có thể hợp tác tốt với các đối tác để thực hiện làm các radar biển cũng như sau này là chủ động trong cái việc thiết kế chế tạo cũng như đảm bảo khai thác làm chủ vũ khí trang bị hiện đại. Qua thực hiện đề án, chúng ta đã làm chủ trong thiết kế chế tạo đài radar quân sự hoàn chỉnh với tính năng đáp ứng yêu cầu, hoạt động tin cậy trong môi trường biển, có khả năng kháng nhiễu cao, làm chủ trong chế tạo các bộ phát cao tần, hệ thống thu và xử lý tín hiệu, các hệ thống phần mềm trên đài radar. Hiện đang thử nghiệm tại trận địa để đánh giá tính năng và chuẩn bị cho giai đoạn sản xuất thử nghiệm loạt nhỏ. Một sản phẩm radar khác là radar MR-10M, là sản phẩm của đề tài cấp Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở nghiên cứu cải tiến hiện đại hóa radar cảnh giới bờ biển MR-10. Đặc điểm của sản phẩm MR-10 là đã áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, các nguồn linh kiện hiện có trên thị trường. Phần mềm xử lý dựa trên các thuật toán hiện đại áp dụng cho radar cảnh giới biển, có các đặc trưng riêng về nhiễu mặt biển, về đặc trưng của mục tiêu biển. Hệ thống thu phát được cải tiến dựa trên nền công nghệ linh kiện sẵn có trên thị trường, đảm bảo chất lượng, độ ổn định của hệ thống. Đặc trưng của sản phẩm đấy là cái hệ thống xử lý là xây dựng trên cái phần mềm có những cái tính năng vượt trội so với cái radar cũ. Đấy là cái khả năng về bám bắt mục tiêu một cách tự động hoàn toàn. Cái điều này thì rất có ý nghĩa trong cái ứng dụng ở đơn vị là chắc thủ có thể thao tác một cách dễ dàng đối với hệ thống mới. Sản phẩm của đề tài mang lại kết quả hữu ích cho đơn vị chiến đấu sử dụng trang bị radar này. Chắc thủ có thể thao tác dễ dàng trên máy tính, quản lý tốt hơn các mục tiêu trong phạm vi quan sát của radar. Ngoài ra, quá trình sửa chữa, bảo quản cũng nhanh chóng, giúp cho đơn vị duy trì tốt khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trong tác chiến hiện đại, để đảm bảo cho đánh địch tiến công hỏa lực đường không, lực lượng phòng không không quân đóng vai trò quyết định. Để đảm bảo yêu cầu tác chiến, ta đã triển khai nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ để thiết kế chế tạo các hệ thống vũ khí, đảm bảo năng lực cảnh giới, đánh địch tiến công đường không. Một số tổ hợp tên lửa pháo phòng không cũng đã được Viện Nghiên cứu cải tiến hiện đại hóa. Bằng việc ứng dụng các hệ thống quang điện tử, Viện đã nghiên cứu thành công đề tài cấp quốc gia chế tạo tổ hợp tên lửa A-72 có khả năng đánh đêm, mà trước đây tên lửa A-72 không có tính năng này. Đã thiết kế chế tạo thành công tên lửa A-72 lắp trên xe cơ động.
Đây cũng chính là một trong những minh chứng hiện đại hóa, tiến thẳng lên hiện đại của lực lượng phòng không không quân. Phần mà đánh giá vùng thì là đưa thêm phần đánh giá vùng vào để thay đổi, phối hợp với cái cơ phóng cũ của Nga và phối hợp với các tham số từ đài quan sát đưa về thì là cải tiến để đưa cái phần đánh giá vùng tự động. Với việc tích hợp được hệ thống tự động điều khiển, độ chính xác của tên lửa A-72 sẽ tăng lên, có khả năng cơ động cao, khắc phục được các hạn chế của tính năng thiết kế tên lửa, cũng như hạn chế của phương pháp bắn từ vai của xạ thủ. Đối tượng tác chiến của tổ hợp tên lửa ngoài các đối tượng trước đây của tên lửa A-72 sẽ được mở rộng cho các đối tượng được sử dụng trong chiến tranh hiện đại như tên lửa hành trình, tên lửa hàng không, trực thăng bọc thép. Tổ hợp có khả năng giải quyết các yêu cầu chiến thuật như tác chiến cả ngày và đêm, chống tập kích đường không, tập kích loạt, tấn công ồ ạt của đối phương. Từ đây đã nâng cao hiệu quả chiến đấu của tên lửa đối với mục tiêu bay thấp, có dấu hiệu hồng ngoại nhỏ và không ổn định, nâng tầm quan sát xa hơn so với quan sát bằng mắt thường trước đây, phản ứng kịp thời đối với mục tiêu bay nhanh, xuất hiện bất ngờ, nâng cao được hiệu suất hỏa lực, đối phó có hiệu quả với mục tiêu có tính nguy hiểm cao hoặc nhiều mục tiêu liên tiếp trong thời gian ngắn, linh hoạt trong triển khai, thu hồi, thao tác chuẩn bị và sử dụng chiến đấu đơn giản đối với kíp xạ thủ. Còn đây là sản phẩm máy chỉ huy K5903, được cải tiến theo hướng hiện đại hóa ứng dụng công nghệ quang điện tử, đảm bảo cho pháo phòng không 57 ly tác chiến ngày và đêm không sử dụng radar, nâng cao độ chính xác hỏa lực, giảm số lượng chiến sĩ tham gia trực tiếp chiến đấu từ 5 xuống còn 1 khi tác chiến bằng chế độ quang điện tử. Bổ sung thêm 2 chế độ đánh mới theo phần tử khí tài, quang điện tử và theo phần tử tổng hợp radar, quang điện tử. Qua các đợt thử nghiệm thực tế, bắn nghiệm thu, máy chỉ huy cải tiến đã khẳng định được tính năng ưu việt và đã được quân chủng phòng không không quân đưa vào trang bị sẵn sàng chiến đấu và đặt hàng viện tiếp tục cải tiến toàn bộ đại đội pháo phòng không 57 ly theo hướng ứng dụng các công nghệ tự động hóa, nâng cao độ chính xác hỏa lực, nâng cao tính sống còn và giảm số lượng chiến sĩ tham gia trực tiếp chiến đấu. Ở nước ta hiện nay, hệ thống thiết bị được trang bị cho trường bắn trong toàn quân rất đa dạng. Từ năm 2005, Viện Tự động hóa Kỹ thuật Quân sự thuộc Viện Khoa học Công nghệ Quân sự đã bắt đầu triển khai nghiên cứu về các trang thiết bị phục vụ cho trường bắn và đã đạt được kết quả tốt. Sau đó, Viện đã phát triển đề tài nghiên cứu sản xuất hệ thống điều khiển mục tiêu phục vụ giải bắn súng quân dụng các nước ASEAN lần thứ 16, tổ chức tại Việt Nam. Hệ thống điều khiển mục tiêu do Viện sản xuất được lắp đặt tại 2 phân khu súng ngắn nam và súng ngắn nữ, hoạt động tin cậy, góp phần đảm bảo thành công của giải. Từ đó đến nay, Viện tiếp tục nghiên cứu nhằm nâng cao các tính năng, độ ổn định cho các hệ thống điều khiển mục tiêu. Trái tim của cái hệ thống điều khiển đó là trung tâm điều khiển. Thì cái trung tâm điều khiển này thì nó rất đặc thù, như các đồng chí biết là nó phải chịu được va đập. Và cái thứ hai là nó chạy bền bỉ trong môi trường quân sự. Do đó là chúng tôi phải thiết kế bằng máy tính công nghiệp, cũng như là một cái vỏ Pelican, là cái vỏ chịu lực, cũng như là các cái tiêu chuẩn chống nước IP65. Thế, ngoài ra thì cái trung tâm điều khiển này nó cũng phải đảm bảo được các cái tính, thứ nhất là tính mở, để chúng ta có thể thiết kế một cái bài bắn rất chi là linh hoạt, liên tục thay đổi, cũng như là nó phải đảm bảo cái tính mềm dẻo để cho có thể phù hợp được rất đa dạng các cái trường bắn. Có thể nói, hệ thống chỉ huy điều khiển mục tiêu trường bắn do Viện Tự động hóa Kỹ thuật Quân sự chế tạo đã đem lại những hiệu quả thiết thực trong quá trình huấn luyện. Thời gian triển khai hệ thống ngoài thực địa nhanh chóng, tốn ít nhân công, hệ thống máy bia, xe bia hoạt động tốt, ổn định. Các mục tiêu ẩn hiện theo tình huống đặt ra của đạo diễn chiến thuật, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, chiến thuật. Thiết bị điều khiển trung tâm và điều khiển đầu cuối dễ sử dụng, phù hợp với trình độ cán bộ kỹ thuật ngoài đơn vị. Triển khai nhanh chóng, đơn giản. Kết quả bắn được hiển thị tức thì tại trung tâm điều khiển, có khả năng in kết quả ngay sau khi kết thúc. Hiện hệ thống điều khiển mục tiêu trường bắn tự động đã được trang bị cho nhiều trường bắn trong toàn quân, đáp ứng được các chỉ tiêu kỹ chiến thuật mới nhất, với chất lượng tốt được đơn vị quản lý cũng như các đơn vị sử dụng đánh giá cao. Khi chiến sĩ cơ động lên thì bia đã hiện rồi, chiến sĩ phải thực hiện thao tác rất nhanh và để thực hiện bắn đổ bia. Và tính kết quả sẽ bia cảm ứng đổ, kết quả bắn sẽ nhẹ.
Chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Phần 2 của chuyên đề này chúng tôi sẽ phát sóng trong tuần sau. Mời quý khán giả và các đồng chí đón xem. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong các chương trình sau.